Dưới đó nó đẹp, nó non ấy. Sao khóc rồi đi. Lên trên đi bé. Hả? Nghe mắt á. Tới chưa? Rồi ra rồi. Tôi làm đây là đây thất những nơi làm đây khách chạy hết tới giờ thấy cơm ơi, xả ra cho ăn cơm á. Chị đưa nó liếm cái này. Em biết rồi, một cái trứng. Sáng ngủ dậy mấy thằng gà đi chơi game. Ra chơi, được bánh mì. Ê hả? Đừng có nhịp nhò nha. Không nổi nha. Dạ ông con trai mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ nè. Mạnh mẽ như suy nghĩ á. Cái đó, đắng vô mặt vậy đó. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nghỉ chút thôi không chị ơi. Đau quá. Sắp rồi. Sắp rồi. Mấy gì nè. Đừng thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Ăn một quả khế trả một con mụn. Nghe con này ra nhiều nha. Okay, xong rồi thấy